Ngoài cái cảnh đẹp ra thì anh rồi anh có, tức là anh có nhờ, tức là nhờ Chúa giúp đỡ gia đình anh những vấn đề gì nữa không? Dạ có ạ. Anh nói đi. Cầu bình an và cầu sức khỏe. Cầu bình an và sức khỏe, tức là cho bản thân và gia đình đúng không? Dạ dạ. Thôi thế này anh này, thay mặt chương trình làm phim mà Chúa của em, dạ, tôi chúc anh và gia đình, đại gia đình của anh luôn luôn có một sức khỏe dồi dào để phấn đấu, nhất là đối với anh, đối phấn đấu trong sự nghiệp của anh nha. Dạ. Qua anh cho chương trình gửi lời thăm đến đại gia đình của anh có sức khỏe dồi dào cho anh nha. Dạ dạ, cảm ơn chú ạ. Vâng, cho nha. Kính thưa các bạn, đứng trước mọi người, đứng trước ống kính quay phim của tôi là các cháu, tức là đi tham quan cảnh đẹp ở chùa của em. Thế cho bác hỏi cháu một câu này nha. Cháu tên là gì? Cháu là Thương ạ. Dạ, cháu quê của cháu ở đâu? Quê ở Diên Hải. Diên Hải, Diên Châu đúng đó. Dạ. Thì cháu bác hỏi, tức là thay mặt chương trình làm phim ở chùa của em, thì bác hỏi thế này, cháu đi đến ở chùa của em sáng hôm nay tham quan cảnh ở chùa của em có đẹp không cháu? Dạ rất đẹp ạ. Đẹp à? Dạ. Rất tốt quá. Thì ngoài ra, tức là tham quan cảnh đẹp ở chùa của em, thì cháu có nhờ rồi đấy, nhờ, tức là nhờ chùa để giúp đỡ mình và gia đình vấn đề gì không con? Dạ thì năm mới gia đình cháu đến chùa chỉ mong bình an, có bình an sức khỏe của gia đình, một năm được bình an khỏe mạnh. Đấy thôi thế này, con ơi, tức là thay mặt những người làm phim ở chùa của em, bác chúc cháu và đại gia đình của cháu luôn luôn mạnh khỏe nha. Dạ. Bên này là bạn của cháu đúng không? Dạ, thế bây giờ bạn trai này có ý kiến gì để bác ghi thêm để biết ý kiến của cháu? Chúc chùa càng ngày càng gọi là đi lên. Tuyệt vời. Rồi càng ngày càng đẹp lên. Thì quá tuyệt vời. Thế. Nhiều du khách tham quan đến. Đó đây, tức là linh thiêng của chùa này rất linh thiêng. Bạn gái thế cháu thế nào? Cháu nói thêm một ý để bác ghi làm kỷ niệm nào. Cháu cũng chúc chùa mình là ngày
một phát triển. Càng ngày càng có nhiều du khách và cảnh đẹp thì càng ngày càng đẹp hơn. Thế tuyệt vời. Đấy. Thôi thế này hai cháu nha. Từ cái đầu năm mới bác thay mặt chương trình làm phim ở chùa của Am, bác chúc các cháu và đại gia đình mạnh khỏe nha. Thôi bác chào các cháu nha.